Bây giờ tôi ra làm một cái khối mát mới để bỏ bớt cái khối này đi, bỏ bớt khối này ha. Bây giờ nhìn ở mặt bằng, nhìn mặt bằng này nè, vẽ thêm cho nó một cái red plan, vẽ cho nó cái red plan, set work plan lên cái mặt bằng đó. Nó hỏi nhìn từ hướng nam, hướng nam nhìn nó, nhìn hướng nam nhìn lên, red plan nằm đây nè, được chưa? Khoảng tham chiếu nằm đó bên kia không, ra tạo cho nó một cái khối mát, vẽ một cái đường đi từ dưới lên trên, cái đường đó cong cỡ nào đó là do mình thôi. Bấm lên nó có thể chỉnh các điểm cũng được, kích chuột phải thêm cái đỉnh mới, SPline control nắm nó kéo rồi nha, kéo nó. Cái gì, cái khối nó nằm ở đây nè, đừng có gắt quá thôi, nó gắt quá nó dao, nó phóng lên nó báo lỗi. Sau khi mà làm đó xong tôi nhìn ra 3D, cái tôi mới set work plan lên ngay cái đỉnh này nè, ngắm cái đỉnh nó bấm một cái và show nó lên. Thấy nó nằm một khoảng làm việc nằm đây đúng không? Giờ tôi mới vẽ nó cái hình clip cho nó quét theo cái đó, giữ control, chọn hai cái này và tạo một form, nó quét lên cái khối đó, quét theo cái đường đó, dạng gì đó là do tôi thôi. Mà tôi nói vậy thì đó cũng là một chuyện, cancel cái mask này, lại nhìn xuống mặt bằng này, set work plan, pick the plan, vẽ cho nó một cái đường đó, tạo cái mask, vẽ lại một đường khác, hai đầu hai tiết diện khác nhau, anh nào có dầm cột tiết diện thay đổi, nếu nó không có là mình chế theo kiểu đó. Nói vậy thì nhìn 3D thấy nó set work plan show, vẽ cho nó một cái tiết diện, nằm ngay đó không được, nằm đâu không được, sao hết rồi, lại set một cái work plan rà lên đầu nó, bấm một cái và vẽ một cái hình tròn, giữ control chọn cái này, chọn cái này, chọn cái này và tạo một void form, một solid form, thì chúng ta có một cái khối vừa hai đầu hai tiết diện khác nhau và quét theo đường dẫn đó, rồi chưa? Vậy thì mấy anh em làm lại cái khối đó cho tôi cái, còn cái chuyện còn lại là mình để masking, chuyện nó bình thường.